Hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh kiếm tiền 6886 Nội dung chính của anh em nay mình sẽ hướng dẫn anh em kiếm tiền miễn phí ở trên một cái nền tảng on capital Và chúng ta sẽ nhận được miễn phí 100 đô để gửi staking nhận lại mỗi ngày Và check in mỗi ngày Và cuối tuần như vậy trong vòng 7 ngày chúng ta sẽ nhận thêm là 100 để chúng ta gửi staking Nói chung dự án này là một cái nền tảng kiếm tiền miễn phí mới thôi Chúng ta cũng tranh thủ anh em Thì nếu đâu được uh, chúng ta rút được tiền thì ok Còn nếu như không rút được thì À, như thế nào đó thì chắc có lẽ miễn phí thì chúng ta cứ tham gia. Chúng ta sẽ có cơ hội hơn ha. Ok. Rồi, à, đăng ký cũng khá là đơn giản nha anh em. Thì cái ô đầu tiên nè, anh em cứ nhập cái email của anh em nha, bắt buộc nè. Rồi anh em gửi một nó sẽ gửi cho anh em một cái uh, mã BT về cái bắt buộc của anh em. Còn cái mã code thì anh em cứ giữ nguyên giúp cho mình nha. Rồi sau đó anh em bấm chữ là register now ha để chúng ta tạo cho mình một cái tài khoản. Sau khi tạo tài khoản thành công thì anh em cứ đăng nhập bình thường nha. Và anh em nhớ vào cái thư rác nha anh em, cái thư rác nó hiện ở thư rác cái mã OBT chứ nó không có hiện ở thư chính ha. Thì anh em cứ sao chép cái mã OBT này, anh em dán vào để chúng ta đăng ký và tạo tài khoản thành công. Rồi bây giờ mình đăng nhập nha anh em. Sau khi anh em đăng nhập thành công anh em thì anh em sẽ thấy một cái giao diện nó tương tự như cái gì lúc trước anh em. Ba ba đã ghi gì đó. cái dự án đó thì mình không tham gia. Ok ha. Thì ở đây nó sẽ có một cái token của nó anh em, có tên là ACAP này, đây, giá của nó hiện tại là 0.1 ha. Thì ở đây anh em cứ gửi stacking với cái tiền mà chúng ta miễn phí anh em để anh em nhận lại mỗi ngày là cái token này và cái token này chúng ta sẽ để giá giá của nó sẽ tăng theo cái thời gian lúc trước thì ba đã ghi, ba đã ghi gì anh em thì cái giá của nó mới ra cũng tương tự như này nè và sau này nó tăng lên tới một u luôn anh em rất là cao á thì nói chung chúng ta cứ tích lũy cứ miễn phí free thôi anh em rồi chúng ta cứ chơi thôi anh em vào chỗ asset nè anh em sẽ thấy số dư của anh em đang có là 100 đô ha và nó sẽ quay ra cái token của dự án sẽ là được 9 103.000. À, cái đồng a cap ok ha. Với số tiền này thì chúng ta không thể rút được, chúng ta chỉ được gửi stacking để chúng ta nhận lãi và chúng ta rút về thôi. Rồi thì công việc chính của anh em sẽ được check-in mỗi ngày, tức là anh em nhắn vào cái chỗ này nè để chúng ta điểm danh check-in mỗi ngày nè. Anh em nhắn vào. Ở đây thì mỗi ngày anh em sẽ kéo xuống ha và cái lượt quay của nó sẽ tính như thế này. Tức là cái lượt quay mà may mắn chiến thắng ở cái lần đầu anh em số 1 này sẽ là 0.01 ha. Giá trị của nó là 1.000 a Uh, 2.500 đô đó và giá trị thứ 8 là giá trị no win tức là không trúng thưởng nha anh em thì nó sẽ có rất là nhiều giải thưởng trong này thì có thể chúng ta sẽ nhận được a cap nè USDT hoặc là good lucky tức là nó sẽ không trúng thưởng ha anh em chỉ cần nhấn vào xin in ở đây và anh em nhớ điểm danh mỗi ngày đều nha thì anh em điểm danh đến ngày thứ bảy anh em sẽ tiếp tục nhận được 100 đô và 100 đô này anh em sẽ gửi stocking tiếp nha anh em không cần phải nạp đâu rồi anh em bấm chữ sign rồi mình đã nhận được một lượt quay thì khi mà nó hiện ra lượt quay thì nó sẽ thấy ở đây ha number of round thì anh em nhấn chữ go nè thì nó sẽ quay và nếu như may mắn thì chúng ta trúng thưởng thôi ok mình được một a cap ha anh em bấm confirm phim đó như vậy thôi anh em khá là đơn giản ha và nếu may mắn thì anh em có thể trúng được 100 u nè hoặc là 2.500 u hoặc là cái 3 u đó nói chung là rất là nhiều giải thưởng để nó trúng thưởng rồi mình sẽ trở ra đó là cái mục chúng ta kiếm tiền đầu tiên nhưng mà anh em nhớ phải lưu ý điểm danh để chúng ta có tiền để chúng ta gửi tắt nha anh em ngày thứ bảy là anh em đã nhận được rồi nói chung là sau một tuần nó sẽ quay lại thôi tức là anh em cứ điểm danh đúng 7 ngày rồi anh em quay lại ngày đầu tiên đó cứ như vậy ha nó nó có quần tuần hoàn như vậy để chúng ta có thể vừa chơi vừa miễn phí ha và tất cả những cái mà chúng ta kiếm được đó, cái gửi stack nó nằm ở chỗ roulette này nè anh em nhấn vào ha hiện tại thì mình chưa có anh em đó và cái số ACAP ở đây anh em sẽ hiện ở đây ví dụ anh em nhấn vào để anh em cờ làm về thì hiện tại nó cũng chưa có tại vì mình chưa gửi stacking mà sau khi ừ, chúng ta gửi ừ. staking thì đúng ngày nó sẽ trả cái lãi cái đồng cap ở đây thì chúng ta chỉ nhấn vào CLAM là xong thôi khá là đơn giản ha rồi bây giờ mình sẽ gửi cách chỉ cách cho anh em là để chúng ta gửi staking ở đây nè anh em nhấn vào cái chữ là Blackkey ở giữa nè để anh em gửi ha rồi ở đây anh em sẽ thấy cái số dư của mình đang có là 100 USDT nó hiện ở đây thì anh em sẽ chọn số ngày ở đây thì đây nó có rất nhiều gói để chúng ta lựa chọn ví dụ như là một ngày thì sẽ là một phần trăm nè 3 ngày sẽ là 1.1 nè, 7 ngày sẽ là 1.4 ha, 30 ngày sẽ là 1.6, 60 ngày 1.8, 90 ngày 2.0, 180 ngày thì 2.4. Nói chung lãi suất này thì cũng vừa phải thôi. Ok thì mình sẽ thử chọn gói 7 ngày thử nha anh em. Rồi, tại vì chúng ta điểm danh 7 ngày à, thì sẽ nhận được thêm muối thì chúng ta cứ gửi vào Staking thôi. À, 7 ngày sau thì chúng ta lại tiếp tục điểm danh, nhận tiếp 100 đô, cứ như vậy ha, chúng ta không cần phải nạp đâu. Rồi anh em bấm chữ này thử xem sao ha. Nó có chấp nhận hay không nha anh em. Click Ok thì nó nó ghi là cái tiền trải nghiệm này nó cho chúng ta chỉ gửi được 3 ngày thôi em. Thì anh em chọn cái chỗ là 3 ngày nè, ok ha. Rồi, lại tiếp tục gửi nè anh em, nhấn vào. Rồi. À, nó kêu chúng ta là nhập số tiền nha anh em. Ở đây thì mình sẽ chọn 100 ha. Rồi, thì mình sẽ chọn thử lại thử cái mục 7 ngày nha. 100. Rồi. Anh à, em bấm chữ là ok thì uh, nó ghi nó báo là không có đủ anh em. Tức là mình đã gửi rồi anh em à nó không cho chúng ta gửi là 7 ngày ha rồi mình sẽ chỉ được gửi 3 ngày tối đa anh em ạ à. 3 ngày thôi chứ nó không cho gửi 7 ha Ok thì mình ba thì mình chọn ba thôi em miễn phí thì chúng ta cứ chơi thôi rồi Ok nó báo là thành công nha anh em sau khi mà chúng ta gửi thành công nó sẽ nằm bên dưới nè anh em sẽ thấy ha cái số lượng của chúng ta đây 100 u này trong vòng 3 ngày này đó thì sau 3 ngày chúng ta sẽ nhận được là tầm khoảng là 3.3 u này, 3 3.3 Ok ha thì cứ miễn phí thì chúng ta cứ chơi thôi cộng với khi mà chúng ta nhận được cái đồng đó rồi anh em cái đồng a cap rồi thì công việc chúng ta sẽ được là chúng ta sẽ uh, swap sang usdt để chúng ta rút về thì anh em bấm vào chữ là con vợt ở đây thì đây anh em có bao nhiêu thì chúng ta có thể là swap ha ví dụ như ở đây mình bấm chữ ở đây nè đó chúng ta cứ chọn ha mình cứ đang có là một nè rồi anh em nhấn vào ha ví dụ 100 đây đó anh em nhấn vào ở đây thì nó sẽ hiện ra cái số usdt của anh em nó vừa đây đó là 10 USDT chúng ta chỉ cần bấm chữ là uh, con vật nào là mình đã um, chuyển sang USDT để chúng ta rút về và phí rút của nó cũng sẽ là 5 phần trăm cho anh em phí chuyển đổi đó sẽ là 5 phần trăm ha rồi không sao thì anh em vào chỗ tem này để chúng ta mời bạn bè để chúng ta kiếm thêm thu nhập thì đây nó sẽ có từng cấp level ha ví dụ như là level 1 là sẽ là 15 và 207 ha và level 3 sẽ là 0.3 đó thì nó cũng có thêm một cái ví dụ bên dưới này đó anh em cũng có thể là À, nâng cấp lên hoặc là chúng ta kiếm thêm. Tuy nhiên thì mình à, nghĩ cứ chơi free thôi anh em cũng chả à, những dự án này thì nó miễn phí thì chúng ta cứ chơi thôi. Và khi nào mà mình ra video mình cảm thấy nó uy tín, mình test trong vòng một hai tuần mình thấy nó ổn định đó thì mình sẽ bắt đầu là ra video và mình đầu tư thì nó khác nha anh em. Đó anh em lưu ý à, không nên tham gia một dự án nào mà khi mà chưa có bằng chứng rút tiền hoặc là à, một cái gì đó mà anh em đi đầu tư vào mà anh em cảm thấy không an toàn thì không nên. Ok ha lời khuyên chân thành của mình mình cũng không muốn anh em đầu tư vào những cái dự án như thế này đâu chúng ta cứ chơi miễn phí thôi khi nào mình test một hai tuần mình cảm thấy ok thì mình mới bắt đầu uh, tham gia đầu tư nha anh em ok rồi mình sẽ trở ra Access này tại đây uh, tất cả các tiền của anh em đó, ví dụ như tiền mà anh em uh, uh, khuyến mãi điểm danh mỗi ngày nó sẽ nằm ở đây nè để chúng ta gửi Staking còn tiền đô nó trả trực tiếp anh em thì nó nằm ở đây chương trình Android thì sau này chắc có lẽ nó cũng sẽ có chương trình Android để chúng ta tham gia ha ok thì bây giờ mình sẽ vào ký cử vít rồi ra tức là rút về xem thương min rút của nó là bao nhiêu nha anh em ok ha min rút của nó chỉ có 10 đô thôi em rất là thấp này ok khá là ngon á anh em chỉ cần kiếm đủ 10 đô là anh em có thể rút về đó cứ hàng ngày chúng ta cứ điểm danh miễn phí cứ chia sẻ thôi em và hai cổng rút tiền uh, trc và rc ha ok min rút thấp là mình thấy ok rồi đó anh em anh em có cơ hội để kiếm được tiền rất là dễ ha với bằng cách là điểm danh rồi chúng ta cứ gửi staking để chúng ta nhận lại mỗi ngày thôi, khá là đơn giản. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho anh em cách để chúng ta mời bạn bè. Anh em vào trở ra một hôm nè. Anh em lấy cái đường link bằng cách là nhấn vào cái chỗ là uh, invite ở đây. Rồi, nó sẽ ra một cái đường link ở đây. Thì anh em chỉ cần nhấn vào hình hai viên tập này. Đó, chúng ta cứ sao chép chia sẻ thôi. Bạn bè đăng ký, họ có đầu tư thì chúng ta kiếm thêm thu nhập, còn nếu chơi miễn phí thì mình cũng hướng dẫn họ chi tiết cho họ ha. Uh, rồi sau này uh, biết đâu được dự án này cho chúng ta rút uy tín thì chúng ta có thể đầu tư. Ok nha. Rồi anh em vào chỗ official site này để chúng ta tìm hiểu về dự án này như thế nào nha anh em. Và ra đời lâu chưa hoặc là nó có tác dụng gì trong cái vấn đề kiếm tiền online. Ok ha thì mình đã review xong cái dự án uh, mới ra on uh, capital. Ok, anh em nào cảm thấy dự án này hay có thể tham gia miễn phí uh, với uh, token là Acap. Rồi, bây giờ mình sẽ ra mình random cái video của những ngày trước cho anh em nha. 3 ngày trước anh em có một cái video 175 lượt xem ha thì khá là ít lượt xem kênh bị mất đề xuất khá là cao anh em nhưng mình cũng hy vọng anh em là những người acclom hay là gì đó có xem được video của mình thì nhớ cho mình một cái like một cái lời comment thật là hay thì anh em sẽ có cơ hội trúng thưởng hơn là những anh em cứ uh, spam si nếu như mà mình quay random mà cái uh, video sau anh em mình nói với anh em luôn ha video sau như nếu như mình kiểm tra cái người trúng thưởng đó mà không có like cho video của mình mình cũng sẽ không trao thưởng nha mình nói rõ trong video như vậy ha Ok 105 lượt comment anh em à Quá là nhiều người comment spam luôn Nhưng mà cái like thì chả thấy đâu Ok ha Thì cái video này mình lỡ mình sẽ trao thưởng cho một bạn nào đó ha Nhưng mà video sau Nếu như mình kiểm tra bạn này không có like cái video của mình Thì mình sẽ không có trao thưởng nha anh em Mình nói trước ha Anh em nào buồn thì chịu nha anh em Lê Như Ok thì mình cũng đã kiểm tra bạn Lê Như này Không có like video của mình Nhưng mà mình vẫn trao thưởng cho bạn nha anh em Thì video sau mình sẽ là không trao thưởng cho những người không like nha